Thưa quý vị, những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra đã tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai Nghị quyết 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi. Đây được xác định là cú hích quan trọng vực dậy nền kinh tế, nhất là trong điều kiện phải mở cửa lại nền kinh tế trên tinh thần chủ động thích ứng và phát triển bền vững. Để triển khai Nghị quyết 11 năm 2022 của Chính phủ, nhiều chính sách hỗ trợ đã có hiệu lực và đem lại lợi ích ngay lập tức cho người dân, doanh nghiệp. Đơn cử như việc giảm 2% thuế VAT đi vào cuộc sống ngay lập tức và được các tổ chức nghiên cứu quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá rất cao. Chính sách này phần nào giúp cho doanh nghiệp giảm gánh nặng khi chi phí kinh doanh đang có dấu hiệu gia tăng do biến động trên thế giới. Khoảng là hơn gần 5.000 mặt hàng, sản phẩm, 5.000 sản phẩm tham gia giảm thuế từ 10% đến 8%. Và chiếm tỷ trọng là khoảng hơn 50% cái tỷ trọng hàng hóa kinh doanh tại đơn vị, và nó cũng chiếm cái tỷ trọng khoảng 70% trong cái giỏ hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng. Giảm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu rồi, bây giờ nói chung là giá cả tất cả xăng dầu các thứ nó tăng ấy, đâm ra là đưa bớt được đồng nào thì dân đỡ khổ. Để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 11 đã ban hành nhiều nhiệm vụ giải pháp với nhiều đối tượng được hỗ trợ, bao gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các ngành lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan Thuế Đà Nẵng, ngân sách thành phố đã giảm thu khoảng gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2022 sau khi các chính sách giảm thuế của chính phủ được thực thi. Đây là khoản tài chính không hề nhỏ đối với doanh nghiệp và người dân sau những tổn thất vì dịch bệnh. Rất nhiều doanh nghiệp mà năm 2021 còn nợ thuế lớn, nhưng mà nhờ cái gói hỗ trợ này khôi phục sản xuất kinh doanh thì không những là nộp lại được cái tiền nợ thuế cho ngân sách nhà nước mà còn có những cái đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng hơn cả năm 2021. Tại Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên toàn thành phố tăng gần 17%, đứng thứ tư cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động thương mại dịch vụ phục hồi nhanh, đưa tổng mức doanh thu từ khu vực này tăng hơn 44% trong cả 9 tháng, chiếm gần 69% trong cơ cấu GDP của thành phố. Số thu ngân sách nhà nước tăng gần 27% so với cùng kỳ, tiến độ thu nhanh hơn dự toán. Từ cái việc hoàn thuế cho đến tất cả những cái chính sách thì là rất là đến kịp thời, và thành phố đã hỗ trợ rất nhiều về cái tinh thần và cũng như là những cái chính sách mà từ trung ương xuống, và làm như vậy thì doanh nghiệp đã có những cái một cái lực lượng lao động ổn định kéo họ về được với doanh nghiệp và thực hiện được những cái đơn hàng còn lại của năm 2021 và ký tiếp những cái đơn hàng năm 2022, đã giúp cho chúng tôi là 9 tháng là đạt được một cái doanh số xuất khẩu là 106 triệu đô, và có khả năng là cũng hoàn thành kế hoạch là từ 103 đến 104 triệu đô. Đến nay, việc thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng đã gần 2.400 tỷ đồng, trong đó hơn 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay trả lương không lãi suất cho gần 40.000 lao động, hỗ trợ tại việc làm cho trên 58.000 lao động, 14.500 học sinh, sinh viên được hỗ trợ mua máy tính, gần 800 công nhân, người lao động được vay mua, sửa chữa nhà ở, hơn 90 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ vốn để tái đầu tư. Thực tế cho thấy thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã đi rất là nhanh, giải ngân trước một số rồi ban hành các cái chính sách rất là kịp thời. Sau khi có Nghị quyết 11 của Chính phủ thì Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 20 ngày sau đã có chính sách rồi và đã triển khai trong thực tế. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quá trình mà thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ cũng như là Nghị quyết 43 của Quốc hội. Cùng với các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 11 của Chính phủ còn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khác như tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp, người dân, tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế. Có thể nói sự ra đời của Nghị quyết 11 cùng sự triển khai thực hiện của các cấp chính quyền thành phố đã tạo lòng tin, sự phấn khởi trong cộng đồng các doanh nghiệp, người lao động, tiếp tục là động lực để nền kinh tế thích ứng linh hoạt và hóa giải các thách thức, từ đó không ngừng tăng trưởng.